Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về thời tiết và thiên tai của chúng tôi. Thưa quý vị, dù chưa tới cao điểm hạn hán, nhưng hiện tại dòng sông Đà đang ngày càng hẹp lại, nước ít dần, bãi bồi và cồn cát nhiều hơn, rộng hơn mọi năm. Dù chuẩn bị vào mùa nước lên, nhưng lòng sông Đà lại xuất hiện ngày càng nhiều bãi bồi, quy mô ngày càng lớn. Ở vị trí cách thủ đô Hà Nội khoảng 60 km, dòng chảy qua địa phận huyện xã Thuần Mỹ, Ba Vì, nổi lên rất nhiều bãi bồi kéo dài hàng trăm mét. Đoạn qua cống Thuần Mỹ, đoạn giao giữa sông Đà và sông Tích, cả hai dòng sông đều đang cạn trơ đáy. Nguy cơ thiếu nước trong thời gian còn lại của mùa hè có khả năng sẽ diễn ra nghiêm trọng. Nhìn từ trên cao, nhiều đoạn lòng sông chỉ còn 1/3 dòng chảy. Những bãi cát mọc cả cây xanh nổi lên giữa lòng sông Đà tại địa phận xã Sơn Đà. Sông Đà là phụ lưu lớn nhất trong hệ thống sông Hồng, bắt nguồn từ độ cao 2.440m của vùng núi Ngụy Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đây là con sông có thủy điện lớn nhất đất nước ta. Có nhiều nhà máy thủy điện như Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Hội Quang và Bản Chát là những nhà máy thủy điện có đập cao xấp xỉ 1.000m. Những ngày này, nhiều người dân có thể ra giữa dòng sông Đà để bắt cá, ốc và tìm kiếm những đồ vật có giá trị dưới lòng sông. Để thông nước chảy vào kênh rạch, các cửa cống phải nạo vét hai bên bãi cát. Theo như người dân tại hai bên bờ sông chia sẻ, đây không phải là lần đầu tiên mực nước sông Đà cạn nước. Trong khoảng gần một tháng trở lại đây, sông Đà cạn sâu và dù mưa nhưng chưa thấy dâng nước trở lại. Nước sông Đà cạn cũng ảnh hưởng lớn đến việc vận hành, cung cấp điện và đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân. Nhiều diện tích rau màu của người dân cũng bị ảnh hưởng do nắng nóng, thiếu nước. Một người dân chia sẻ, nắng nóng cùng việc thiếu nước khiến việc canh tác rất khó, trồng cây héo khô. Nhiều nhà lựa chọn nạo vét, khoan thêm giếng nhưng cũng không khả quan. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, vào ngày 13 tháng 5, tại trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ đã xuất hiện một cơn bão lớn. Đặc biệt, cơn bão mạnh khiến tấm biển quảng cáo có kích thước 70 x 50m đổ sập. Tai nạn này đã khiến cho 14 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương. Times of India cho hay, tính đến sáng 14 tháng 5, số người thiệt mạng do vụ sập biển quảng cáo được ghi nhận đã tăng lên đến 14 người và 74 người bị thương. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm những người mắc kẹt và đưa họ tới nơi an toàn điều trị. Hiện tại mới chỉ có 8 thi thể đã được đưa ra khỏi đống đổ nát và vẫn còn nhiều người đang mắc kẹt chưa thể đưa ra do vướng chạm xăng cũng như có thể phát sinh nhiều tình huống nguy hiểm. Trước đó, thông cáo của chính quyền thành phố cho biết đã có 60 người được giải cứu và đưa vào bệnh viện. Mưa đã trút xuống nhiều khu vực ở Mumbai và các khu vực lân cận vào ngày 13 tháng 5, làm gián đoạn cuộc sống thường ngày của người dân, cũng như khiến nhiều người bị thương. Trước đó, Mumbai cũng đã hứng chịu gió mạnh kèm theo mưa và bão bụi ngày 9 tháng 5, khiến cây bật gốc và gây mất điện trong thời gian ngắn ở nhiều nơi trong thành phố. Cùng với đó, mạng lưới xe lửa cũng bị gián đoạn. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 15 tháng 5, miền Bắc hửng nắng, tăng nhiệt nhẹ đến mức cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Thời tiết vẫn khá dễ chịu, có gió nhẹ và không quá nóng bức. Trạng thái này nhiều khả năng duy trì trong 2 ngày tới, trước khi khu vực tiếp tục hứng mưa lớn kể từ đêm ngày 15 tháng 5. Những ngày tới, thời tiết miền Bắc có sự đan xen liên tục của các đợt mưa ngắn ngày, nguy cơ đi kèm lốc sét và gió giật mạnh. Miền Bắc cũng sắp đón một đợt không khí lạnh tăng cường, thời tiết nhiều tỉnh thành có mưa lớn. Đến ngày 16 tháng 5, mưa sẽ lan tới Hà Nội và các tỉnh Bắc Trung Bộ. Do có mưa rông, người dân ở Trung Du và miền núi phía Bắc cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trong đêm ngày 15 tháng 5 và sáng ngày 16 tháng 5. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần nắng nóng từ khoảng nửa cuối tháng 5. Lúc này, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần nên mưa có khả năng gia tăng hơn ở các khu vực này. Đáng lưu ý, từ nay đến ngày 10 tháng 6, tình trạng khô hạn ở khu vực Trung Bộ còn tiếp diễn, đặc biệt tại các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Trên Biển Đông, cơ quan khí tượng dự báo khả năng xuất hiện các nhiễu động nhiệt đới tập trung vào cuối tháng 5, đầu tháng 6. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay, ngày 15 tháng 5. Thủ đô Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, từ chiều tối mai, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Điện Biên, Lai Châu có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, ngày nắng. Từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ.
Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, từ chiều mai thì có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Nam Bộ có mây, đêm có mưa to và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước. Kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong những bản tin tiếp theo.